học lên lớp 1. Buổi tối số người còn lại một nửa. Rất đông vui. Đây lại đây. Nhầm có phải một đọc, nhầm sao đi, sao đi. Cái bánh về để gối đầu. Ăn nhà đấy. Đây là món giấy chấm mắm. Tắm chấm mấy. Đó. Ở đây, mình cho mình ăn. Không có bằng hả? Bạn này đói quá,